Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục với ARK. Thì các bạn biết không, lúc mình chơi lúc trước thì mình có được hai cái quả trứng của con Hydra. Thì hôm nay mình sẽ trở về nhà và mình thử ấp cái quả trứng của con này thử. Đây là cho mọi người xem, trứng con này như là trứng con khủng long bình thường thôi. Đó, trứng này thôi, đó Hydra. Trứng con rồng năm đầu này, không biết giờ mình ấp lên mình làm cái chuồng bằng đá, mình nuôi con này. Con này thì ở dưới nước nó di chuyển nhanh hơn nha. Ở trên cạn di chuyển chậm mà. Con này dưới nước là di chuyển mát nhanh luôn á. Đâu, để mình coi đi về đúng đường không. Đúng đường rồi. Mà dưới nước này sâu ghê các bạn, không biết sâu được bao nhiêu nữa luôn á. Nó tới thui à. Ok, cũng khá là cạn, không sâu lắm. Mà ít quái thú á. Hồi nãy gió trên bờ có nhiều hay sao. Sát sát bờ nó mới nhiều. Con này công nhận bơi đúng đẹp luôn á. Các bạn nhìn kìa, đi tàu mà gặp con này thôi quỳ xuống hết luôn rồi. Nhìn ghê à. Để mình up ra mấy con nó có thêm, có nhiều màu sắc mới đó. Hôm nay sẽ làm cái tập này mình chỉ sẽ làm chuồng chuồng nuôi rồng năm đầu. Đa phần là những con ở trên ở mặt nước đó, nó ở chỗ cạn cạn như thế này không à. Đỡ phải đi kiếm các bạn. Con này nó có vây bơi mà các bạn thấy không, nên nó bơi rất là nhanh luôn. Nó chạy cũng khá là chậm mà không nhanh lắm. Thử lên đây coi quýnh bọn này thế nào. Trời ơi, Gurion. Ui, đi ra nhà. Đi ra nhà. Đi ra nhà đông quá. Mày hãy Piranha. Miếng Piranha này nó máu đó các bạn. Nó thấy mình nó bu sát nó giết à. Ủa con này màu xanh luôn ta. Đó đó đó, nữa nữa nữa. Các bạn thấy không? Hung dữ không? Tới đây. Tới là tao tấp hết tụi mày luôn. Mày hãy đi ra nha. Công nhận đông ghê thiệt chứ. Ui, ở đây có một con gì à? Gì nữa vậy trời. Ồ, con này bằng điện các bạn ạ. Ghê ghê. Ôi, Lightning luôn. Đều bị mình ăn thịt hết. Con này đúng đã luôn. Đây là đúng mà chùm. Đây con khủng long cái gì đây? Gigan hả? Ghi với chả gan. Gặp mình là phải quỳ xuống hết. Tiếng gầm của mình gây chết luôn khủng long là các bạn biết con này ghê rồi. Công nhận mình thích con này kinh luôn á. Thấy chưa, đi trên cạn thì bỏ mình vô mình chiếm một lũ này coi, mình gầm một cái đi hết luôn nè. Gì đứa nào quýnh mình á? Ủa sao nó quýnh chúng mình ta, chắc là quýnh con kia á. Thôi mình lại xuống nước các bạn ơi, con này là nó hợp di chuyển dưới nước hơn. Nó xuống nước là như nó bay luôn á, đúng nhanh luôn á. Đó, đúng nhanh luôn ha. Mình chạy nó chậm rì à. Ôi, mấy con cano này chắc bơi có không lại mình đâu. Ui, mấy em cắn mình không? Ui, con này sung. Tao là chùm ở biển cả, mày mày dám cắn tao hả con kia? Mày hả bưởi? Có mấy cá sấu khổng lồ mà các bạn. Cá sấu còn không dám cắn mình nữa mà. Chỉ có Piranha với lại mấy con Spino mới dám quất mình thôi. Nhà mình nằm ở hướng nào ta? Giờ mình đi đường thủy cho nó lẹ nè. Ôi, cái sáu nó nhỏ bằng cái chân, cái đuôi của mình à. Chúng ta hôm nay sẽ về làm một cái nhà nhỏ để ấp cái con hai cái quả trứng của con Hydra này. Không biết nó có ra được con không, mình cũng đang rất là tò mò.
Không biết con này ra được con baby không? Ra baby chắc nhìn dễ thương lắm á các bạn. Ồ, cái gì ghê vậy? Ghê trời. Gigant có rồi. Con này trâu các bạn ơi. Này thì trâu. Ủa con Gigant nó bị giảm đam mà thấy không? Mình quýnh mấy con khác là cả gần cả trăm ngàn. Đã. Cano. Cano hổ báo. Ui, chạy mà cũng mất máu nữa, ghê thiệt chứ. Con Raptor kia nó quýnh gì ghê vậy ta? Cũng cái dùng này quýnh nhau ghê thiệt chứ. Thôi chúng ta đi về. Không biết đi về con này về ổn không anh nè. Thôi để mình đi đường ngoài đường nước đi các bạn ơi. Đi ngoài đường nước cho nó nhanh. Cái hồ trên đây đẹp quá. Nhìn ở trên thấy đẹp ghê á. Chắc đem con này ra đảo nuôi luôn á. Kiếm cái đảo nhỏ nhỏ các bạn. Mình ơi con gì ghê. Ôi, con cá lồng đèn kìa. Con này đem ra đảo nuôi quá ha. U quá trời luôn nè. U nó giật mình luôn chứ, ghê vậy. Thôi tha cho tụi nó đi, mình không muốn xác xanh. Mega Lodon. Con này chẳng lẽ đem qua đảo băng ở. Ngoài kia có một hòn đảo nhỏ kìa. Thôi, đem nó về nhà là chắc cứu nhất. Rồi được rồi, mình sẽ đưa lên bé ngựa. Ở trong đây có mấy con thú mới, con mấy con thuộc dạng giống Raptor mới đẹp lắm các bạn. Mà nhưng mình của mình gặp chỗ nào mình quên mất tiêu rồi. Trời ơi, con cổ dài kẹt trong gốc cây. Bùm bùm. Một phát gầm của mình là đi hết lũ này. Gầm. Chưa? Quá là khủng khiếp. Rồi được rồi, chỗ này chắc là an toàn rồi đó. Chưa còn sói nữa. Này thì dí đù đù. Để mình xuống mình cho này lên vai các bạn. Ý có trứng con nào cơ? Trứng con đô đô các bạn ạ. Rồi, lượm con này lên. Đừng có anh nào tới quất mình nha. Đồ nó nhiều quá rồi, kiếm không ra được. Tí gì mình dục bớt. Ok, lên ngựa về thôi. Trời, cái đuôi nó bị... À, ok rồi. Đó, mình cõng nguyên cương thi ra năm đầu về luôn, ghê chưa. Cái này nó hơi khác thường một chút. Thì con lớn á, mình bỏ lên trên. Lên trên lưng thì nó nhỏ, còn con nhỏ bỏ trên lưng thì nó lớn. Hình như cái rặng núi của mình là nó nằm ở nơi cao nhất của chúng ta, sương mù kìa. The Richmore hả? Con gì ta? À, cái con đó hình như là cái con Dimorphodon đó các bạn. Nó hình như nó thông báo ra cho mình bắt hay sao? Nhà mình hình như là ngọn núi này đúng không nhỉ? Lần nào về cũng bị ngọn núi nào ta, hình như ngọn núi này nè các bạn, bị quên á. Nhìn cái nào mình chơi lâu rồi mình thấy cái này giống nè, mình chắc không phải đâu, chơi quen rồi mình vẫn bị lộn nha. Không, kiếm cái ổ nhỏ nhỏ, mình làm cái ổ nuôi con thì ra các bạn. Cái hôm bữa mình thấy một cái ổ nhìn đẹp lắm. Chắc là chỗ này nè. Con ngựa chạy hết sức rồi, thở không nổi vậy. Ờ, đây nè. Đúng bài luôn các bạn ơi.
Ok, mình sẽ chọn chỗ ở trên đây. Giết hết mấy thằng này rồi. Ủa, con Hydra nó không chữ quá. Rồi nó hung dữ ghê thiệt, nó muốn kiếm một chỗ ở người khác thì mình từ từ chứ mày. Được rồi, hai được rồi, để ba con nó bay cho vui đi. Mấy con này cũng nguy hiểm lắm á, đụng là nó quất luôn á. Ok, nhà mới nó nằm ở đây. Đó, bây giờ mình ấp thử coi cái con baby này nó sẽ ấp được không. Cái gì nhờ, campfire mình còn hai cái à. Mình còn thiếu đá và thạch hả? Đá và thạch, trời, trên núi cao này đá thạch ở đâu ra trời. Ok, ở đây chút ơi, ta xuống ta lấy lượng cục đá với thạch. Chà ơi, ở trên này nguy hiểm quá, phải lộn, ở dưới đi nguy hiểm quá, xuống có khi lên không được luôn á. Ok, đá đây rồi. Chuông 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 chuông. Rồi ở nuôi con Hydra là phải nuôi ở trên một cái ngọn núi bí mật. Đó, khi nào các bạn nhớ thì mình sẽ bay qua đây thăm tụi nó. Đấy, quá trời đẹp luôn. Cái căn cứ đúng đẹp luôn á. Mà những căn cứ này chắc là phải lắp thêm súng rồi. Gì ghê cha, ngán cái mỏ. Mấy con này nhiều quá, con Aravitz lại ra nữa kìa các bạn. Mình mấy Aravitz là nguy hiểm. Nguy chả hiểm. Gì? Rồi, bữa sau mình vô mình sẽ xài cái mấy cái trạm súng ở đây. Rồi, xong hết hai đứa. 3.000 này chắc còn lâu mới tỉnh. Rồi, chúng ta sẽ làm cái cam. Không biết cái trứng này thì cần bao nhiêu cái cam đây, hơi bị khó biết á. Chỗ này rất là trống nè. Đó. 2 3 4 5 6 1 2 3. Ủa hết rồi. Không biết bấy nhiêu đủ chưa ta. Mình nghĩ có thể là đủ rồi các bạn. Cái gỗ là gì ta? Mình cứ nhớ là lót mít à. Này wood quên. 25 chắc đủ rồi. À quên, ngu ta tách gì cho nó dễ. Đó. Hy vọng là cái này nó sẽ đủ đủ đồ ấm cho cái quả trứng con này nó có thể nở được. Rất là nhiều luôn. Còn trứng rồng thì nó cần nhiều các bạn, còn mấy trứng con thường thì nó cần hình như 5 tới 6 cái là ok rồi, nó không cần nhiều lắm đâu. Mình quăng trứng được mấy con mẹ nó có hốt trứng của mình không ta? Thấy nguy hiểm quá. Thôi rồi. Đây. Ôi. Không có các bạn ơi, ủa bị lỗi rồi. Trời ơi nó bị lỗi các bạn ơi. Mình để mình đốt lửa lên thử, để thời gian cái tự nhiên nó nở luôn hai con các bạn ạ. À. Nè. Baby nè. Bây giờ thì nó đang lớn. Ê, để mình chỉnh cho nó đứng lại đi. Nó có lớn không ta? Ôi nó vẫn lớn các bạn ơi. Mình đang để cái thời gian nuôi con baby là nó lớn dễ nên nó lớn nhanh cực kỳ luôn. Ôi con nó lớn cơ. Ôi mà màu nó cũng y chang con cũ rồi các bạn ơi. Nhưng mà được cái là nó nhỏ nhỏ nhìn xinh xinh nè.
tự nhiên mình để mình chỉnh cái thời gian cho nó lớn nhanh quá đó, nên mấy con này nó bự chà bá lửa cực kỳ nhanh luôn. Đã giờ là thành rắn là combo 15 đầu. Thôi được rồi, chắc là đầu tuần mình chỉ quay video ngắn vậy thôi. Thì chúc mọi người một đầu tuần thật là vui vẻ và có nhiều kết quả tốt trong tuần học này nha. Và chào mọi người, chúc mọi người ăn trưa ngon miệng.